Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 87 ngày 1. Việc làm của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 phần B. Câu ghi nhớ Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 phần B. Để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta làm theo. Để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta làm theo. Chúng ta xem câu Kinh Thánh này ở trong Kinh Thánh nha. Kinh Thánh Tân Ước trang 199 Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 phần B. Hôm trước chúng ta đã học đoạn 2 câu 10 phần A, bây giờ chúng ta học đến phần B. Để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Nếu trong Kinh Thánh của các em chưa tô màu thì các em nhớ tô màu nhé. Để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Trong phần tìm hiểu, em viết D đúng hay là S sai của mệnh đề sau nhé. Em được cứu nhờ những việc lành của em. Đúng hay sai các em? Sai. Mình được cứu rồi mình mới làm việc lành, chứ không phải là mình làm việc lành để mình được cứu. Em được cứu để làm việc lành. Đúng hay sai các em? Đúng rồi. Chúng ta ghi chữ D vào đây. Chữ D. Em làm việc lành để tỏ lòng biết ơn Chúa. Đúng hay sai các em? Đúng. Em làm việc lành vì em đã được đổi mới. Đúng hay sai? Cũng đúng luôn. Chúng ta được dựng nên trong Chúa Giêsu Christ để làm những việc lành. Chúng ta thấy ở đây có hình ảnh Chúa Giêsu, có trái tim thật là lớn, thật là to, và Chúa Giêsu cho thiếu nhi một trái tim, và thiếu nhi lại tiếp tục cho bạn khác. Ý nói rằng Chúa yêu thương mình và mình cũng yêu thương người khác. Thực hành trong mùa dịch bệnh COVID-19 vừa qua, việc lành em đã làm cho những người chung quanh là gì? Các em có thể ghi ra, ví dụ như em cầu nguyện nè, em cầu nguyện cho gia đình của mình, cho những người chung quanh, hàng xóm, mình cầu nguyện cho họ để họ được gìn giữ bình an, không có bị bệnh, những ai bị bệnh thì được chữa lành. Rồi mình làm gì nữa các em? Các em có giúp phát quà cho những người bệnh không? Ví dụ như phát khẩu trang nè, phát quà, đồ ăn, trái cây, hay là mình giúp bằng cách nào nữa đó thì mình, hoặc là phát thuốc cho họ bằng cách nào thì mình ghi ra đây nha. Em đã làm gì cho những người chung quanh trong mùa dịch bệnh? Em ghi ra đây. Rồi tiếp theo, em sẽ làm những việc lành nào cho những người chung quanh, bạn bè của em? Sắp tới hay là trong những ngày tới mình sẽ làm gì cho những người chung quanh mình hoặc là bạn bè của mình? Mình dự định mình sẽ làm gì, mình ghi ra đây nha. Ví dụ như là em sẽ tặng cho bạn một cây viết, hay là tặng cho bạn một món quà,
hay là giúp đỡ những người chung quanh bằng cách là nói về Chúa cho họ, hay là làm một cái điều gì tốt cho họ đó, thì em có thể ghi ra ở đây. Tự cái em ghi nhé. Rồi, gợi ý cầu nguyện: nhờ sự chết của Chúa mà em được cứu. Con cảm ơn Chúa cứu con khỏi tội, xin giúp con bày tỏ lòng yêu thương qua... Qua gì? Qua việc làm, lời nói, việc làm, lời nói, rồi những món quà của con. Đối với bạn bè và những người chung quanh, con chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nha. Con cảm ơn Chúa cứu con khỏi tội, xin giúp con bày tỏ lòng yêu thương qua việc làm, lời nói, món quà của con đối với bạn bè và những người chung quanh con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi trong ngày mới của tháng 3 và trong cả tháng 3 này. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.